mạng y tế vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục sức khỏe trên website mạng vn. Acid folic dưỡng chất thiết yếu cho bà bầu. Acid folic giúp tổng hợp ADN, một trong những vi chất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của bào thai, nhất là hệ thần kinh. Acid folic folate còn gọi là vitamin B9 là một loại vitamin cần thiết cho dinh dưỡng hàng ngày của cơ thể người, giúp tổng hợp ADN, và là một trong những vi chất quan trọng, đối với sự phát triển toàn diện của bào thai, nhất là hệ thần kinh. Hậu quả của thiếu axit folic, là khiếm khuyết ống thần kinh, gây ra thai vô sọ, thoát bị não màng não, hở đốt sống, gai đôi cột sống, và làm tăng nguy cơ dị tật ở tim, chi, đường tiểu, sứt môi, hở hàm ếch, vân vân. Vì ống thần kinh của thai nhi được hình thành trong 4 tuần đầu của thai kỳ, nên việc bổ sung axit folic phải được thực hiện ngay từ khi có ý định mang thai cho đến hết 3 tháng đầu của thai kỳ. Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, bổ sung axit folic giúp giảm được từ 50 đến 70% các dị tật do khiếm khuyết ống thần kinh gây ra. 1. Nhu cầu axit folic Nhu cầu trung bình 3 mcg trên 1 kg trọng lượng cơ thể. Đáp ứng được cho nhu cầu người trưởng thành tương đương 180 đến 200 mcg mỗi ngày. Nhu cầu tăng lên, trong khi mang thai cần 400 mcg mỗi ngày để đáp ứng. Sự gia tăng của quá trình phân chia tế bào cũng như tăng kích thước tử cung. Cần cho tổng hợp nhân tế bào axit deoxyribonucleic ADN. Axit ribonucleic an và protein, hình thành nhau thai. Số lượng tế bào hồng cầu gia tăng theo khối lượng máu tăng. Tăng trưởng của bào thai và do tăng thải folate qua nước tiểu trong khi mang thai. 2. Lúc nào cần đảm bảo đủ axit folic? Khi phát hiện có thai, mới bắt đầu đảm bảo đủ khẩu phần ăn. Có 400 mcg axit folic thì đã chậm, mà nhất thiết nồng độ axit folic phải đảm bảo đủ cao vào thời điểm mang thai. Vì vậy, điều quan trọng là phải bổ sung đủ axit folic trước khi thụ thai. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, tất cả phụ nữ mang thai, dự định mang thai phải bắt đầu bổ sung đủ axit folic 3 tháng trước thời điểm dự định có thai. Những thực phẩm giàu axit folic, cơ quan y tế của một số nước như Mỹ, Anh, Canada đã khuyến nghị cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng có đủ 400 mcg axit folic mỗi ngày cho tất cả phụ nữ độ tuổi sinh đẻ bằng các thực phẩm có tăng cường axit folic. 3. Những phụ nữ nào dễ bị ảnh hưởng của thiếu axit folic? Tất cả bà mẹ đều có nguy cơ tiềm ẩn sinh ra những em bé bị nứt đốt sống, não úng thủy, bất kể họ bao nhiêu tuổi. Họ có con lần đầu hay đã có nhiều con khỏe mạnh ngay cả khi sức khỏe của chính bà mẹ rất tốt. Tuy vậy, có một số bà mẹ bắt buộc phải theo chế độ bổ sung axit folic chặt chẽ như sau: Tình trạng dinh dưỡng kém, sụt cân, ăn ít, khẩu phần ăn không cân đổi, nghèo vi chất dinh dưỡng. Có giai đoạn không ăn được do mệt mỏi, lo lắng hoặc chán ăn. Mới xảy thai hay thai chết lưu. Làm việc vất vả hoặc bị căng thẳng thần kinh trầm trọng. Phụ nữ đẻ dày, có nhiều con có thể để lại hậu quả tình trạng dinh dưỡng kém, do vậy rất cần đủ axit folic trước khi thụ thai. Có tiền sử sinh con khiếm khuyết ống thần kinh, nghiện rượu hay thuốc lá. 4. Làm thế nào để đảm bảo đủ lượng axit folic? Axit folic có nhiều trong rau lá xanh như súp lơ xanh, cải làn, trong các loại hạt như đậu tương, đậu đỏ, đậu đen và các loại hoa quả và nước hoa quả thuộc họ cam quýt đặc biệt axit folic có nhiều trong gan da súc và da cầm. Chỉ cần kết hợp hài hòa sản phẩm tự nhiên nêu trên, phụ nữ hoàn toàn có thể phòng tránh tình trạng thiếu hụt axit folic cho cơ thể. Bà bầu cần bổ sung thực phẩm giàu axit folic. Ngoài việc tăng cường ăn các loại như trên, cũng có thể dùng viên bổ sung axit folic. Bổ sung bằng dạng thuốc uống. Với liều 400 mcg axit folic mỗi ngày. Trước khi mang thai ít nhất là 1 đến 3 tháng và uống axit folic kèm với sắt từ khi phát hiện có thai đến sau khi sinh 1 tháng. Nên lựa chọn sắt có chứa 60 mg sắt nguyên tố, axit folic 400 mcg. Cần lưu ý là axit folic rất dễ bị phân hủy bởi nhiệt độ cao cũng như quá trình chế biến. Khi chế biến, thai phụ không nên ngâm Rửa cũng như nấu quá lâu cũng để tránh thất thoát thành phần axit folic trong nguồn thực phẩm. 5. 10 loại thực phẩm chứa nhiều axit folic. 1. Măng tây. Măng tây là thức ăn có chứa hàm lượng axit folic cao nhất. Khoảng 5 cây măng tây có chứa 1000 mcg axit folic. Nhưng khi nấu măng tây, không nên nấu quá lâu, tránh làm tổn thất nguồn axit folic quý giá. Măng tây có chứa nhiều axit folic. 2. Rau chân vịt Hàm lượng axit folic của rau chân vịt cũng rất cao, là loại rau nổi bật trong số các loại rau xanh sẫm màu. Loại rau này cũng chứa hàm lượng chất sắt phong phú, là một trong những loại rau lành mạnh thích hợp để các thai phụ ăn nhiều. 3. Súp lơ Súp lơ đứng ngay sau mang tây và rau chân vịt, là một trong những loại rau xanh chứa nhiều axit folic nhất. Nó còn chứa hàm lượng chất xơ phong phú, có thể làm giảm táo bón hiệu quả. 4. Lòng đỏ trứng Vitamin trong trứng gà chủ yếu tập trung ở lòng đỏ như axit folic, vitamin A, vitamin D, vân vân. Nó còn chứa rất nhiều chất sắt. Vì vậy, đây cũng là nguồn thức ăn tốt để thai phụ bổ sung dinh dưỡng. 5. Đậu tương Các loại đậu cũng có chứa axit folic cao, trong đó hàm lượng của đậu tương là cao nhất đậu tương có rất nhiều chế phẩm như sữa đậu nành, đậu phụ, đậu phụ khô. 6. Khoai tây Khoai tây thuộc loại thân dễ. Ngoài axit folic, nó còn chứa khoáng chất kẽm, thúc đẩy sự phát triển dây thần kinh não của thai nhi. Cũng là loại thức ăn thai phụ có thể ăn nhiều. 7. Ngũ cốc thô Ngũ cốc chưa qua tinh chế, còn giữ nguyên hàm lượng axit folic. Dùng ngũ cốc là món ăn chính không những có thể tăng lượng hấp thu axit folic mà còn có thể hấp thu được nhiều chất xơ và một số dưỡng chất khác như các vitamin vân vân. 8. Gan động vật. Gan động vật có chứa axit folic. Ngày thường có thể ăn một lượng gan động vật thích hợp. Nhưng không nên ăn nhiều vì gan động vật giàu vitamin A. Hấp thu quá nhiều sẽ gây những ảnh hưởng không tốt cho cả mẹ và thai nhi. 9. Cam cam là loại hoa quả có giá trị dinh dưỡng rất cao, đồng thời cũng chứa rất nhiều axit folic. Ngoài ra, chất xơ phong phú của cam còn có thể làm giảm táo bón hiệu quả. Đây là loại hoa quả thai phụ có thể ăn nhiều. 10. Sữa. Sữa là thức uống bổ sung dinh dưỡng rất lý tưởng. Ngoài axit folic, sữa còn chứa rất nhiều protein và canxi. Uống sữa có thể hấp thu được rất nhiều chất dinh dưỡng quan trọng một cách thuận tiện và hữu hiệu cho thai phụ và thai nhi. Hậu quả của thiếu hụt axit folic với phụ nữ mang thai. Thiếu máu hồng cầu khổng lồ, nguy cơ sảy thai cao, sinh non, sinh con nhẹ cân, có mối quan hệ giữa việc thiếu axit folic với khuyết tật của ống thần kinh của thai nhi, nứt đốt sống và não úng thủy. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải, nội dung bài viết đến đây là kết thúc nếu bạn có thắc mắc câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích chúc bạn luôn mạnh khỏe